Nữa thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên quán sắc hoặc thường hoặc vô thường, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán thọ tưởng hành thức hoặc thường hoặc vô thường, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán sắc hoặc lạc hoặc khổ, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán thọ tưởng hành thức hoặc lạc hoặc khổ, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán sắc hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán thọ tưởng hành thức hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán thọ tưởng hành thức hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán sắc hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán thọ tưởng hành thức hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán sắc hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán thọ tưởng hành thức hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán sắc hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán thọ tưởng hành thức hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên quán nhãn xứ hoặc thường hoặc vô thường, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc thường hoặc vô thường, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán nhãn xứ hoặc lạc hoặc khổ, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc lạc hoặc khổ, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán nhãn xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán nhãn xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán nhãn xứ hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán nhãn xứ hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán nhãn xứ hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán nhĩ tĩ thể thân ý xứ hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận.